Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Mô hình Review. Đây là số thứ 37. Mình là TV. Mô hình mà mình sẽ review trong ngày hôm nay đó là ở số thứ 6 thì mình cũng đã giới thiệu cho các bạn biết về mô hình hook ở trong Incredible Hook. Hôm nay thì mình sẽ xin giới thiệu với các bạn về một mô hình khác nữa của hook ở trong The Adventure số 2, The Age of Ultron của Sideshow với kích cỡ là 1.4 scale. Hook là một trong những nhân vật siêu anh hùng nổi tiếng nhất nhì ở trong Marvel. Giống như Iron Man thì Hook không chỉ có những bộ phim riêng mà ngoài ra nhân vật này cũng còn xuất hiện ở trong rất nhiều những bộ phim khác của MCU, ví dụ như là Thor hay là The Avenger. Và sắp đến có thể là She-Hulk, là một series mới sẽ được chiếu ở trên kênh Disney Plus. Chính vì lý do đó mà có rất nhiều những công ty đúc mô hình Hook. Mình cũng được biết có rất nhiều những collector, được gọi là hook collector hay là hook fan, có nghĩa là họ chỉ có sưu tập mô hình hook mà thôi. Còn về những mô hình nổi tiếng và đắt tiền của hook thì nhiều vô số kể. Ví dụ như là Red Hook của XM Studio với giá bán là khoảng 1.000 AUD, nhưng mua cũ thì có thể lên tới 2.500 AUD. Hay Hook Transformer, mua mới thì cũng chỉ khoảng 1.300 AUD, nhưng khi mua cũ thì có thể lên tới 2.800 AUD. Đó là hai trong số rất nhiều những mô hình nổi tiếng của Hook. Ngoài ra thì Sideshow cũng có một mô hình rất đắt của Hook, đó là Hook Premium Format với giá hiện tại đắt gấp 5 lần so với giá gốc ở scale là 1.4 và giá hiện tại là khoảng 4.000 AUD. Nói vậy có nghĩa là để chứng minh rằng mô hình Hook thì luôn luôn được các collector đón nhận, tìm, mua và sưu tập. Nào còn bây giờ hãy để mình show cho các bạn thấy mô hình Hook trong The Avengers 2, The Age of Ultron của Sideshow 1.4 scale. Mô hình Hook lại của Sideshow thì tương đối là dễ lắp với chỉ hai vết ghép khá là đơn giản, đó là vết ghép ở phần dưới Hook với Base và phần trên và phần dưới của Hook. Mô hình được đúc liền khối, đúc rất là đẹp và mô hình Hook rất là giống với nhân vật ở trong The Avenger, The Age of Ultron. Nào còn bây giờ hãy cùng mình đi chi tiết về mô hình. Base của mô hình là một phần của bê tông và gạch Hook với một làn da màu xanh, quần màu tím. Đây là tạo hình classic đầu tiên của Hook. Hook thể hiện lên là một kẻ rất là cơ bắp, hiếu chiến, dáng đứng thẳng, với chân thì hơi cựu xuống để chuẩn bị tung ra một đòn tấn công. Mô hình này được đúc vì xin rất là nặng, tuy chỉ có quần của Hook là được làm bằng vải. Còn về phần kích cỡ của mô hình thì đây chính là mô hình 1.4 scale của hãng Sideshow với chiều cao của mô hình vào khoảng 64cm, bề ngang của mô hình thì sẽ rơi vào khoảng 45cm và chiều sâu thì sẽ rơi vào khoảng 50cm. Mô hình này nếu tính cả thùng sẽ nặng đến 24 cân và sẽ có 750 bản thường và 200 bản exclusive được đúc cho mô hình này. Và đây là một bản thường. Đối với bản Exclusive thì bạn sẽ có thêm một logo hình Hook
để bày đặt chung với mô hình hook. Giá mua mô hình này sẽ rơi vào khoảng 800 AUD, nghĩa là khoảng 12 triệu. Mình nghĩ là khá rẻ nếu mà so sánh mô hình hook này với những mô hình của các công ty khác đúc. Mô hình này không có hệ thống ánh sáng và không có quá nhiều chi tiết đặc biệt. Do đó 7 điểm là điểm mà mình cho về mặt tổng quan của mô hình hook The Ace of Ultron của SciShow. SciShow, như là mình đã nói ở các số trước, thì là một công ty đúc mô hình ở mức đẹp ổn với giá thành rẻ, phù hợp với các bạn có thu nhập vừa phải. Các bạn đừng quên để lại một nút like và subscribe kênh, với lý do là vì mô hình Marvel Spider-Man Goblin 1.10 scale của hãng Iron Studio sẽ là mô hình tặng miễn phí cho các thành viên thân thiết của kênh. Khi kênh đạt được 200 thành viên đầu tiên, mình sẽ sử dụng một phần mềm khách quan để đọc một comment hay một phần bình luận bất kỳ, và thành viên comment đó sẽ nhận được mô hình miễn phí. Vì thế, các bạn hãy bình luận nhiều nhất có thể. Ở dưới mỗi số review của mình sẽ có nhiều cơ hội nhận được mô hình này. Vậy là thời lượng số 37 của mô hình review đã hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các số tiếp theo.